Các em học sinh thân mến, cô tên là Nguyễn Tôn Hiểu Thảo, hiện đang công tác tại trường tiểu học Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Hôm nay, cô rất vui khi được gặp lại các em qua tiệc tiếng Việt của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiết học đạt hiệu quả, các em cần chuẩn bị các đồ dùng học tập cần thiết sau. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Cô trò ta cùng bắt đầu vào bài học nhé. Ở các tiết học trước, các em đã tìm hiểu các bài học của chủ điểm 1 và chủ điểm 2. Hôm nay, chúng ta sẽ sang chủ điểm 3, mái trường mến yêu. Chủ điểm 3 có 6 bài và bài 1 là bài tôi đi học. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu 4 nội dung đầu tiên của bài 1 nhé. Để bước vào bài học, các em hãy hòa vào giai điệu của bài hát Ngày đầu tiên đi học. Cô mời các em! các em vừa đến với một bài hát rất dễ thương vậy qua lời bài hát tác giả đang kể về điều gì à tác giả kể về ngày đầu tiên đi học với mắt ướt nhạt nhòa khi phải chia tay mẹ để vào lớp ở đây cô có, có một bức tranh bức tranh này cũng vẽ các bạn học sinh trong ngày đầu tiên đến trường vậy ngày đầu tiên đi học của các bạn ở trong tranh như thế nào các em hãy cùng cô đến với nội dung 1. Đọc to yêu cầu cung cố nào. 1. Quan sát hình ảnh các bạn trong ngày đầu đi học. Ở đây yêu cầu các em quan sát hình ảnh các bạn trong ngày đầu đi học để xem A. Hình ảnh bạn nào giống với em trong ngày đầu đi học? B. Ngày đầu đi học của em có gì đáng nhớ? Quay trở lại bức tranh các em hãy quan sát thật kỹ và nói với người thân của mình tranh vẽ gì ngày đầu đi học của em giống với hình ảnh của bạn nào ở trong tranh và điều gì làm em đáng nhớ nhất hãy suy nghĩ nhớ lại và nói với người thân của mình nhé cô mời các em các em đã nói như thế nào hãy lắng nghe những chia sẻ của bạn Khánh Chi đến từ lớp 13 trường tiểu học Vĩnh Ninh nhé. Theo các bạn, mình tên là Khánh Chi, học lớp 13 trường tiểu học Vĩnh Ninh. Nhìn bức tranh này, mình biết ngay là ngày đầu tiên đi học của các bạn học sinh lớp 1 có bạn có bạn được mẹ dỗ, có bạn đi học với bạn khác có bàn được một chỗ, có bàn thì bay ba mẹ rồi mẹ vào cổng trường còn bằng năm này thì sợ sệt nên đẹp vào cổng trường nhìn bức ảnh của bạn khóc nhà này giống mình ngày đầu tiên đi học mẹ dẫn em đi tìm lớp 13 ba em đẹp sau lưng mẹ không dạng bực vào bỗng cô dạng nói em đừng sợ nữa ốc có cô đây em tên là gì dạ em tên là khánh chi cô chỉ cho em chỗ ngồi nụ cười của cô ấm áp quá làm em không còn sợ nữa em nhìn xung quanh đều là những nơi giờ em vẫn không quên được ngày đầu tiên đi học ấy các em thấy bàn trình bày như thế nào à bàn trình bày đã đúng đầy đủ và rất hay nữa đúng không nào các em à trong mỗi chúng ta ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ và chắc hẳn kỷ niệm ngày đầu tiên được đến với mái trường tiểu học được ôm cặp sách tân tươm được mặc trên mình bộ quần áo đồng phục mới được ba mẹ dắt tay đến lớp sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên và có một bạn nhỏ cũng như vậy đấy các em ạ à. bạn luôn nhớ mãi ngày đầu tiên đến trường vậy ngày hôm đó có gì mà bạn luôn khắc sâu ở trong tâm trí của mình như thế các em hãy cùng cô đến với bài tập đọc tôi đi học của tác giả thanh tịnh các em có thể nhìn vào sách hoặc nhìn lên màn hình để lắng nghe cô đọc tôi đi học một buổi mai mẹ âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp con đường này tôi đã đi lại nhiều lần nhưng lần này tự nhiên thấy là cạnh vật xung quanh tôi đều thay đổi. Hôm nay tôi đi học. Cũng như tôi, mấy cầu học trò mới bỡ ngỡ đứng nẹp bên người thân. Thầy giáo trẻ, gương mặt hiền từ, đón chúng tôi vào lớp. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi, rồi nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn bàn ngồi bên, người bàn chưa quen biết, nhưng không thấy xa là chút nào theo thanh tịnh. Để giúp các em đọc tốt, cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc một số từ ngữ có tiếng chữa vần mới cũng như một số tiếng và từ ngữ mà khi đọc các em thường hay nhầm lẫn nhé. Cô có từ đầu tiên, buổi, mai. Các em lưu ý tiếng buổi chữa vần ui khi đọc cần phân biệt với vần ui. Các em hãy đọc lại nào! đọc công cố buổi mai buổi mai có nghĩa là buổi sáng sớm từ thứ hai âu yếm trong từ âu yếm tiếng yếm chứa vần yêm và vần yêm là vần mới mà hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em vần yêm được ghép bởi những âm nào à vần yêm có e đứng trước âm mờ đứng sau các em hãy đánh vần nhé Đánh vân công cố. I e m im. Im. I e m im. Im. -e Đọc lại từ mới nào. Âu yếm. Âu yếm là biểu lộ tình yêu thương bằng cử chỉ, dạng điều, dòng nói. Các em đã biết được vần im được viết bằng chữ y ngắn. Ở đây vần im được viết bằng chữ y dài. Trong các tiếng chữa vần im, nếu tiếng đó có âm đầu thì vần im được viết bằng chữ y ngắn. Còn nếu tiếng đó không có âm đầu thì vần im được viết bằng chữ y dài. Các em hãy lưu ý để việc đúng chỉnh tả nhé. Từ thứ ba, bỡ ngỡ. Trong từ bỡ ngỡ, cả hai tiếng đều có thanh ngã. Khi đọc cần những dòng và kéo dài hơi. Các em hãy đọc lại nào. Đọc công cố, bỡ ngỡ bỡ ngỡ là lúng túng, ngơ ngác vì chưa quen thuộc. Từ thứ tư, mời cả em đóng. Đọc cung cố nào. Nép. Nép có nghĩa là thu người lại và áp sát vào người, vật khác để tránh hoặc được che chở. Cung cố đọc lại vân mới nhé. Im. Đọc các từ ngữ nào. Buổi, mai. Âu, yếm, bỡ ngỡ nét cô có, có các tiếng sau tất cả các tiếng này đều chứa vần có âm cuối n ngoài ra tiếng một tiếng vật tiếng mặt tiếng biết chứa vần có âm cuối tờ khi đọc các tiếng chữ vần có âm cuối n hoặc âm cuối tờ, đầu lưỡi cong lên chạm vào vòm trên của miệng. Ngoài ra, ở đây tiếng dẫn có thanh ngã, các em lưu ý để đọc đúng. Tiếng trên có âm trờ, khi đọc cần phân biệt với âm chờ. Đọc lại công cô các tiếng này nào. Một Dẫn Trên Con Lần nhiên vật thân mặt hiền đón bàn nhận nhìn bàn bên quen biết chúng ta tiếp tục sang phần luyện đọc câu bài tập đọc này có bao nhiêu câu Hãy cùng cô điểm số câu nhé. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, câu 7 và câu 8. Như vậy bài tập đọc này có 8 câu. Các em lưu ý khi đọc, ngắt hơi ở dấu phẩy, nghỉ hơi ở dấu chấm. Khi đọc câu 1 đọc thêm tên bài, khi đọc câu cuối cùng thì đọc tên tác giả nữa nhé. Các em hãy đọc tên bài và câu 1 nào. Đọc to công cố nào. Tôi đi học một buổi mai, mẹ âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Câu 2 nhé, mời các em. Con đường này tôi đã đi lại nhiều lần. Nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Là... Tiếp tục câu 3 nào. Cạn vật xung quanh tôi đều thay đổi. Câu 4. Hôm nay tôi đi học. Câu 5 nhé. Cũng như tôi Mấy cầu học trò mới bỡ ngỡ đứng nẹp bên người thân. Câu 6 Thầy giáo trẻ, gương mặt hiền từ, đón chúng tôi vào lớp. Liên tục mời các em đọc câu 7. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi, rồi nhận là vật riêng của mình. Và cuối cùng, mời các em đọc câu 8. Tôi nhìn bàn ngồi bên, người bàn chưa quen biết, nhưng không thấy xa là chút nào. Theo thanh tần. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần luyện đọc đoạn. Bài tập đọc này có hai đoạn. Đoạn 1 là 4 câu đầu. Và đoạn 2 là 4 câu còn lại. Các em hãy đọc thầm đoạn 1 nhé. Đọc to cung cố nào. Tôi đi học, một buổi mai, mẹ âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã đi lại nhiều lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ, cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi hôm nay tôi đi học các em hãy tiếp tục đọc thăm đoàn hai nào đọc to công cố nhé cũng như tôi mấy cầu học trò mới bỡ ngỡ đứng nẹp bên người thân thầy giáo trẻ gương mặt hiền từ đón chúng tôi vào lớp tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rồi nhận là vật riêng của mình tôi nhìn bàn ngồi bên người bạn chưa quen biết nhưng không thấy xa lạ chút nào theo thanh tịnh các em vừa luyện đọc tiếng luyện đọc từ luyện đọc câu và luyện đọc đoạn bây giờ cô tin rằng các em có thể tự tin để đọc lại cả bài tập đọc này rồi đúng không nào các em hãy đọc cả bài nhé đọc to cả bài công cố nào tôi đi học. Một buổi mai, mẹ âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã đi lại nhiều lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Là... Cạn vật xung quanh tôi đều thay đổi. Hôm nay tôi đi học. Cũng như tôi, mấy cầu học trò mới bỡ ngỡ đứng nẹp bên người thân. Thầy giáo trẻ gương mặt hiền từ đón chúng tôi vào lớp. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rồi nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn bàn ngồi bên, người bạn chưa quen biết nhưng không thấy xa lạ chút nào, theo thanh tịnh. Như vậy, cô trò ta vừa thực hiện xong rất vui nhộn. Bạn nhỏ trong lời bài hát luôn mong đến mỗi sớm mai để được đến trường. Bạn được bố mẹ chở đi học khi đến trường bạn được thầy cô giáo dạy cho biết bao nhiêu điều hay lại còn được vui chơi với bạn bè nữa đấy các em thân mến khi các em đã quen với việc đi học thì đi học thật là vui đúng không nào nhưng trong ngày đầu đi học nhiều bạn sẽ cảm thấy rất bỡ ngỡ như bà nhỏ trong bài tập đọc tôi đi học mà cô vừa hướng dẫn cho các em luyện đọc đấy Bây giờ, để giúp cho các em có thể tìm hiểu được nội dung của bài tập đọc đó, chúng ta sẽ sang nội dung 3, trả lời câu hỏi. Ở đây có 3 câu hỏi, các em đọc to cùng cố nào. A. ngày đầu đi học, bà nhỏ thấy cảnh vật xung quanh ra sao? B. Những học trò mới đã làm gì khi còn bỡ ngỡ? C. Bạn nhỏ thấy người bạn ngồi bên thế nào? Các em ạ, à, bài tập đọc tôi đi học nói về ngày đầu tiên đi học của một bạn nhỏ. Bạn được mẹ dắt tay đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường ấy, bạn đã đi lại rất nhiều lần. Nhưng trong ngày đầu đi học, bạn nhỏ thấy cạn vật xung quanh ra sao? Các em hãy đọc thầm đoàn 1 để trả lời câu hỏi này nhé. À, ngày đầu đi học, bà nhỏ thấy cạn vật xung quanh đều thay đổi, con đường đang rất quen, bỗng thành lạ. Cũng như bạn, nhiều học trò mới cảm thấy rất bỡ ngỡ. Vậy, khi còn bỡ ngỡ, những học trò mới đã làm gì? À, khi còn bỡ ngỡ, những học trò mới đứng nẹp bên người thân nhưng thầy giáo trẻ với gương mặt hiền từ đã đón các bạn vào lớp. Bạn nhỏ thấy người bạn ngồi bên thế nào? À, bạn nhỏ cảm nhận người bạn ngồi bên không xa lạ chút nào. Như vậy, cô trò ta vừa thực hiện xong nội dung 3, bây giờ chúng ta sẽ sang hoạt động viết. Các em hãy mở vở tập viết, chủ điểm 3, bài 1, trang 14. Ở vở tập viết, các em sẽ thực hiện 3 phần. Phần 1: Tô. Phần 2: Viết từ ngữ. Và phần 3: Viết câu trả lời cho câu hỏi A13, sách học sinh trang 45. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào phần 1: Tô. Ở đây yêu cầu các em tô một hàng chữ hờ viết hoa cỡ vừa và tô một hàng chữ hờ viết hoa cỡ nhỏ. Chữ hờ viết hoa cỡ vừa có độ cao bao nhiêu ly? À, chữ hờ viết hoa cỡ vừa có độ cao 5 ly, còn chữ hờ viết hoa cỡ nhỏ có độ cao 2 ly rưỡi. Chữ hờ viết hoa được viết bởi ba nét, nét 1 là kết hợp giữa nét cong trái và nét lường ngang. Nét 2 là kết hợp của ba nét cơ bản: nét khuyết ngược, nét khuyết xuôi và nét móc ngược phải và nét 3 là nét thẳng đứng. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em tô nhé. Đầu tiên là tô chữ hờ viết hoa cỡ vừa. Nét 1. Điểm đặt bút ở đường kẻ ngang năm, các em tô nét cong trái. Sau đó lường ngang. Dừng bút ở đường kẻ ngang sáu. Nét 2. Từ điểm dừng bút của nét 1 chuyển hướng đầu bút và hơi lường xuống, tô nét khuyết ngược nối liền với nét khuyết xuôi. Đến gần cuối của nét khuyết thì tô nét móc ngược phải, dừng bút ở đường kẻ ngang 2. Nét 3, từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên phía trên, tô nét thẳng đứng các giữa đoàn nối của hai nét khuyết ta được chữ hờ Việt Hoa cỡ vừa. Tiếp theo, cô hướng dẫn cả em tô chữ hờ Việt Hoa cỡ nhỏ. Nét 1, điểm đặt bút ở đường kẻ ngang ba các em tô nét cong trái sau đó lường ngang dừng bút ở giữa đường kẻ ngang ba và đường kẻ ngang bốn nét hai từ điểm dừng bút của nét một chuyển hướng đầu bút và hơi lường xuống tô nét khuyết ngược nối liền với nét khuyết xuôi Đến gần cuối của nét khuyết thì tô nét móc ngược phải. Dừng bút ở giữa đường kẻ ngang 1 và đường kẻ ngang 2. Nét 3. Từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên phía trên. Tô nét thẳng đứng, cắt giữa đoàn nối của hai nét khuyết, ta được chữ hờ Việt Hoa cỡ nhỏ. Nào, các em hãy tô một hàng chữ hờ Việt Hoa cỡ vừa và tô một hàng chữ hờ Việt Hoa cỡ nhỏ vào vở nhé! Bạn nào tô chưa xong, chúng ta có thể để lại tô sau buổi học. Chúng ta tiếp tục sang phần 2, viết từ ngữ. Ở phần viết từ ngữ, các em sẽ viết một hàng từ cạnh vật và một hàng từ thay đổi. Từ cạnh vật có hai chữ, chữ cạnh đứng trước, chữ vật đứng sau. Độ cao của con chữ hờ là 2 ly rưỡi. Độ cao của con chữ tờ là một ly rưỡi. Các con chữ còn lại có độ cao 1 ly từ thay đổi cũng có hai chữ chữ thay đứng trước chữ đổi đứng sau độ cao của con chữ h và con chữ y dài là hai ly rưỡi con chữ đ có độ cao 2 ly con chữ tờ có độ cao một ly rưỡi và các con chữ còn lại có độ cao một ly các em lưu ý việc liên nét giữa các con chữ chú ý điểm đặt bút và điểm dừng bút của các chữ đặt dấu thanh đúng vị trí khoảng cách giữa hai chữ bằng một con chữ o nào, các em hãy viết các từ ngữ này vào vở nào. Bạn nào viết chưa xong, chúng ta có thể tiếp tục để lại viết sau buổi học nhé. Tiếp theo, cô trò ta sẽ sang nội dung 4. Đọc to yêu cầu cung cố nào. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi a ở mục 3. Quay trở lại câu hỏi a ở mục 3. Các em đọc to câu hỏi cung cố. a, à, ngày đầu đi học, bà nhỏ thấy cảnh vật xung quanh ra sao? Các em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi này nhé. À, ngày đầu đi học, bà nhỏ thấy cảnh vật xung quanh đều thay đổi. Cùng cố đọc lại câu trả lời này nào. Ngày đầu đi học, bạn nhỏ thấy cảnh vật xung quanh đều thay đổi. Một lần nữa nào. Ngày đầu đi học, bạn nhỏ thấy cảnh vật xung quanh đều thay đổi. Các em sẽ viết câu trả lời này vào vở tập viết ở phần 3. Khi bắt đầu viết, cần lùi vào một ô so với lề vở Ở đây, chữ ngày đứng đầu câu nên con chữ N được viết hoa. Độ cao của chữ N viết hoa là hai ly rưỡi. Cả con chữ có nét khuyết ngược và nét khuyết xuôi như con chữ G, con chữ Y dài, con chữ H và con chữ B có độ cao hai ly rưỡi. Con chữ D và con chữ Q có độ cao hai ly. Con chữ T có độ cao một ly rưỡi và cả con chữ còn lại có độ cao một ly. Các em chú ý việc liên nét giữa các con chữ, đừng quên điểm đặt bút và điểm dừng bút của các chữ, đặt dấu thanh đúng vị trí, khoảng cách giữa hai chữ bằng một con chữ o. Ở đây có dấu phẩy và kết thúc câu có dấu chấm. Phần này các em có thể để lại viết sau buổi học, hãy cố gắng viết thật nắng nót, thật đẹp và đúng chính tả. Khi viết xong, đừng quên gửi bài đến giáo viên chủ nhiệm của mình để được kiểm tra nhé. Như vậy, trong tiết học ngày hôm nay, cô đã giúp cho các em quan sát tranh và trả lời được các câu hỏi dựa vào tranh. Bài học còn giúp các em đọc đúng và tìm hiểu được nội dung của bài đọc Tôi đi học. Các em ở nhà nhớ đọc lại bài trong sách tiếng Việt và đừng quên hoàn thành những nội dung mà cô đã dành ở vợ tập Việt nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Cô chào tất cả các em. Cô tên là Nguyễn Thị Minh Hiếu, giáo viên trường tiểu học Quang Trung, thành phố Huế. Hôm nay, cô rất vui khi lại được gặp các em trong tiểu tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Hôm nay, cô trò chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu chủ đề 23, Tết quê em. Mời các em mở sách giáo khoa trang 46 hoặc quan sát bên màn hình và cho cô biết bức tranh vẽ gì? A. À, bức tranh vẽ ông bà cô chú và bạn nhỏ cùng nhau đi chờ hoa ngày Tết. Các em đã từng được đi chờ hoa ngày Tết chưa? Chắc hẳn chờ hoa có rất nhiều loài hoa khác nhau với màu sắc rực rỡ đúng không nào? Vậy trong ngày Tết, cảnh vật nơi em ở có gì thay đổi? À, trong những ngày gần Tết sẽ có chờ hoa. Những con đường quen thuộc hàng ngày này được trang trí rất nhiều hoa tươi, hai bên đường có treo những lá cờ tổ quốc dòng người đông đúc tấp nập làm cho không khí ngày tết thêm vui tươi náo nhiệt bây giờ cô trò chúng ta cùng tìm hiểu xem chờ hoa ngày tết ở hà nội có gì đặc biệt qua bài 2 chờ hoa ngày tết ở hà nội mời các em chỉ tay vào sách trang 46 và lắng nghe cô đọc mẫu chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội. Quảng An, Quảng Bá là những chợ hoa nổi tiếng ở Hà Nội. Gần Tết, chờ nhộn nhịp hơn khi có rất nhiều xe chở hoa ra vào. Người bán, người mua, người xem hoa tấp nập khắp con phố. Đào và lan được bán rất nhiều vào dịp Tết. Những cây đào bích khỏe khoắn, vương nhẵn chi chít nụ hồng những cành hoa đìa lan tươi tốt với màu vàng tươi hoặc xanh ngọc đỗ quyên hải đường thủy tiên cũng là những loài hoa tết nổi bật trong khu chợ chợ hoa đã giúp ngày tết ở hà nội đẹp thêm vui hơn vững khang các em ạ à, trong bài đọc này chữ tết có nghĩa là tết nguyên đán một ngày tết cổ truyền ở việt nam nên chữ tết được viết hoa Hà Nội Hà Nội là thủ đô của đất nước Việt Nam, nên Hà Nội cũng được Việt Hoa. Quảng An và Quảng Bá là tên những chợ hoa nổi tiếng ở Hà Nội, nên chúng cũng được Việt Hoa. Bài đọc này được chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến con phố. Đoạn 2 từ đào và lan đến khu chợ. Và đoạn 3 là phần còn lại. Bây giờ để giúp các em đọc tốt hơn bài đọc này, cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc một số từ khó mà cô đã tô màu đỏ. Từ đầu tiên, khỏe khoắn. Trong từ khỏe khoắn, các em chú ý cho cô tiếng khoắn, có vân oanh, âm nờ đứng cuối. Các em sẽ đưa lưỡi chạm nhẹ lên phía trên của vòm miệng. Khỏe khoắn, cô mời các em đọc to cùng cô nào khỏe khoắn từ tiếp theo chi chít các em chú ý cho cô tiếng chít có vân ít âm tơ đứng cuối chi chít cô mời các em đọc to cùng cô nào chi chít trong từ tươi tốt các em chú ý cho cô tiếng tốt có vân ốt âm tơ đứng cuối tươi Tốt! Mời các em nhắc lại nào! Một lần nữa nào! Tươi tốt! Trong từ đỗ quyên, tiếng đỗ có dấu ngã, các em nhớ những dòng và kẹo dài hơi. Tiếng quyên, có vần yên, có âm nờ đứng cuối. Đỗ quyên, cô mời các em! Một lần nữa nào! Đỗ quyên! Bây giờ mời các em đọc lại các từ này nào! khỏe khoắn, chi chít, tươi tốt, đỗ quyên. Để giúp các em hiểu rõ hơn về bài đọc ngày hôm nay, cô sẽ giải nghĩa một số từ sau. nhộn nhịp và tấp nập có nghĩa là không khí đông vui do có nhiều người qua lại hay hoạt động. Đây chính là hình ảnh cây đào bích Đào bích là một loài hoa kẹp thảm đỏ, hoa trại khắp canh. Đào bích là một biểu tượng của ngày Tết ở Hà Nội. Đây là nạn hoa địa lan, hoa đỗ quyên, hoa hải đường và hoa thủy tiên với rất nhiều màu sắc khác nhau. Các em à, các loài hoa này đều rất đẹp đúng không nào? Và chúng thường nở đúng vào dịp lễ Tết nguyên đán này các em ạ. À không chỉ mang trên mình vẻ đẹp mà các loài hoa này đều có ý nghĩa mang lại niềm vui, may mắn, hạnh phúc và sự thịnh vượng cho gia chủ trong dịp năm mới. Trong bài đọc này cũng có một số câu khả dài mà các em cùng cân nhắc nghỉ hơi đúng. Ở câu này, các em cân nhắc hơi ở chỗ mà cô đã đánh dấu. Mời các em lặng nghe cô đọc mẫu. Gần Pết chờ nhộn nhịp hơn khi có rất nhiều xe chở hoa ra vào mời các em đọc lại nào ở câu tiếp theo các em cần ngắt hơi ở chỗ cô đã đánh dấu mời các em lắng nghe cô đọc mẫu những cây đào bích khỏe khoắn vương nhánh chi chít nụ hồng Cô mời cả em. Ở câu này, các em cần nhắc hơi. Ở chỗ cô đã đánh dấu, mời các em lặng nghe cô đọc mẫu. Những cành hoa đìa lang tươi tốt, với màu vàng tươi hoặc xanh ngọc. Cô mời các em đọc lại nào. vừa rồi cô đã hướng dẫn các em luyện đọc một số từ khó và cách ngắt nghỉ hơi một số câu dài và cô nghĩ rằng các em bây giờ đã có thể tự tin đọc tốt bài đọc này mời các em nhìn vào sách và đọc thật to bài này nhé Sau khi đọc xong bài này, các em hãy tìm cho cô trong bài đọc những tiếng có vần an và vần anh. Cô tìm được những tiếng có vần an đó là tiếng quọt và tiếng vàng. Tiếng có vần anh đó là tiếng nhắn, tiếng canh và tiếng xanh. Cô mời các em đọc lại các tiếng này nào đọc to công cố nào quạng quạng nhánh cành vàng xanh bây giờ các em hãy suy nghĩ và tìm ngoài bài đọc từ ngữ chứa tiếng có vần ăn và vần ăn Cô có một số từ mẫu sau, cô mời các em đọc to cùng cô nào. Buổi sáng Trong từ buổi sáng, tiếng sáng có vần an. Cành hoa Trong từ cành hoa, tiếng cành có vần ăn. Bây giờ, cô mời các em tìm cho cô nào. Cô ví dụ, cô tìm được một số từ có vần an như sau. Mời các em đọc cùng cô. Cây bàn làng quê, bậc thang. Các em hãy suy nghĩ và nói cho cô một câu có từ cây băng. Các em có thể nói là sân trường em có rất nhiều cây băng. Tiếp theo, cô cũng tìm được một số từ có vần ăn như sau. Mời các em đọc cùng cô. Quả chanh, bánh mì, lành bút. Hãy suy nghĩ và nói cho cô một câu có từ bánh mì. Các em có thể nói là em rất thích ăn bánh mì. Về nhà, các em hãy tìm thêm ngoài bài đọc những từ ngữ chứa tiếng có vần ăn và vần ăn này nhé. Bây giờ, trước khi chuyển sang phần tìm hiểu bài đọc Chờ Hoa Ngày Tết ở Hà Nội, cô trò chúng ta cùng đọc lại bài này một lần nữa nhé. Chờ Hoa Ngày Tết ở Hà Nội, Quảng An Quảng Bá là những chợ hoa nổi tiếng ở Hà Nội. Cơn Tết chợ nhộn nhịp hơn khi có rất nhiều xe chợ hoa ra vào, người bán, người mua, người xem hoa tấp nập khắp con phố. Đào và lan được bán rất nhiều vào dịp Tết. Những cây đào bích khỏe khoắn, vương nhạnh chi chít nụ hồng. Những cành hoa địa lan tươi tốt với màu vàng tươi hoặc xanh ngọc. Đỗ Quyên, Hải Đường, Thủy Tiên cũng là những loài hoa Tết nổi bật trong khu chợ. Chợ hoa đã giúp ngày Tết ở Hà Nội đẹp thêm, vui hơn, vĩnh khang. Bây giờ, cô mời các em đọc thăm đoàn 1 và cho cô biết tên những chợ hoa được nhắc đến trong bài. À, đó chính là chợ hoa Quảng An và Quảng Bá. Vậy, Chờ hoa ngày Tết có những thay đổi gì? À đúng rồi, chờ hoa ngày Tết nhộn nhịp hơn. Người bán, người mua, người xem hoa tấp nập. Cô lại mời các em đọc thâm đoàn 2 và cho cô biết. Loài hoa nào thường được bán nhiều vào dịp Tết? Loài hoa thường bán nhiều vào dịp Tết đó chính là đào và lan. Vậy ngoài đào và lan, trong bài đọc con nhắc đến những loài hoa nào nữa? Các em đã tìm ra chứ nào? À, đó chính là hoa địa lan, hoa đỗ quyên, hoa hải đường và hoa thủy tiên. Bây giờ, cô mời các em tiếp tục đọc thầm đoàn 3 và cho cô biết bài đọc chờ hoa ngày Tết ở Hà Nội nói về cạnh gì? Ở đây, cô có, có hai đáp án để các em lựa chọn. Đáp án thứ nhất, đào và lan được bán rất nhiều. Đáp án thứ hai, cảnh chờ hoa ngày Tết ở Hà Nội đẹp, đông vui. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Cùng kiểm tra với cô nhé. Bài đọc này nói về cảnh chờ hoa ngày Tết ở Hà Nội đẹp, đông vui. Nếu các em đã từng được đi chờ hoa ngày Tết, thì các em thấy chờ hoa ngày Tết nơi em sống có gì khác với chờ hoa trong bài đọc? Các em hãy suy nghĩ và chia sẻ cho người thân mình nghe nhé. Bây giờ cô trò chúng ta cùng dạy lao bằng một bài hát rất hay, ngày Tết quê em. tiếp theo của cô trò chúng ta đó chính là hoạt động tập viết các em sẽ tô chữ hoa giờ đây là chữ hoa giờ cỡ nhỏ cao hai ly rưỡi chữ hoa giờ gồm có bốn nét nét móc ngược nét thấp nét cong phải và nét cong trái khi viết các em viết liền mạch thành một nét đặc bút giữa đường kẻ ngang 3 và 4 các em viết nét mắt ngược trái. Khi gần tiếp xúc với đường kẻ một, các em hơi lường vòng, kết hợp việc nét thắt. Tiếp tục việc liên mặt nét cong phải với nét cong trái. Điểm dương bút tại đường kẻ ngang ba. Bây giờ, cô mời các em quan sát cách tô chữ hoa dơ đặt bút giữa đường kẻ ngang 3 và 4, các em viết nét móc ngược trái. Khi cần tiếp xúc với đường kẻ thứ nhất, các em hơi lường vòng, kết hợp việc nét thắt, tiếp tục việc liên mạch nét cong phải với nét cong trái. Điểm dương bút tại đường kẻ ngang 3. Các em sẽ thực hành tô chữ hoa giờ vào câu việc sau. Cô mời các em đọc câu việc này nào. Các em à, vào dịp Tết, không chỉ những loài hoa được bày bán, mà còn có rất nhiều các loài trái cây tươi ngon đầy màu sắc. Trong số đó, dưa hậu là một trong những loài quả dâng lên tổ tiên ý nghĩa vào dịp lễ Tết nguyên đán. Chính vì thế, dưa hậu được bày bán rất nhiều vào dịp Tết. Khi viết câu này, các em chú ý, chữ đầu câu được viết hoa và cuối câu có dấu chấm trong câu này, chữ Tết cũng được viết hoa. Nếu các em chưa biết viết, thì các em có thể viết chữ tờ in hoa. Các em chú ý khoảng cách giữa các chữ bằng một con chữ O. Và các em nhớ việc đúng đồ cao và đồ rồng các con chữ nhé. Tiếp theo, các em sẽ thực hành nhìn viết một đoạn. Trong bài Chờ hoa ngày Tết ở Hà Nội, đó chính là đoạn mà cô đã tô màu đỏ. Cô mời các em đọc lại đoạn này nào. Trong đoạn này, các em cần chú ý cho cô nhận từ sau. Nhồn nhịp. Các em cần chú ý cho cô vần ôn và vần ít. Tấp nập, các em cần chú ý cho cô vần ấp và tiếng vui. Các em chú ý vần ui. Khi viết, các em cần chú ý khoảng cách giữa các chữ bằng một con chữ O. Và khi viết khệt dòng, các em viết xuống dòng. Các em nhớ viết sạc lê đường kẹ lê nhé. Bây giờ, từ đường kẹ lê, các em điểm lùi vào một ô. Việc câu thứ nhất. Chờ nhộn nhịp hơn khi có rất nhiều xe chở hoa ra vào. Chữ đầu câu được viết hoa và cuối câu có dấu chấm. Tiếp tục, các em viết tiếp câu thứ hai. Sau dấu chấm, các em cần viết hoa chữ cái đầu câu. Đó chính là chữ N hoa. Nhưng các em chưa học thì các em có thể viết chữ N in hoa và cuối câu cũng có dấu chấm. Đó là nội dung mà các em sẽ thực hành viết vào vở tập viết trang 11. Và các em sẽ hoàn thành bài viết của mình sau khi tiết học này kết thúc các em nhé. Bây giờ cô trò chúng ta cùng chuyển sang một bài tập. Cô mời các em đọc yêu cầu của bài tập này nào. các báo công cố nào thay hình ngôi sao bằng chữ giờ hoặc chữ di các em à, để giúp các em việc đúng những tiếng bắt đầu bằng chữ giờ hoặc chữ di thì các em cần hiểu rõ nghĩa của chúng bây giờ cô trò chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của từng hình ảnh này nhé hình ảnh đầu tiên đây là gì các em à đây chính là một giỏ qua giỏ là một dụng cụ chữa đừng cỡ vừa và nhỏ được làm từ những chất liệu khác nhau. Giỏ có nhiều loại và thường được phân loại theo công dụng như giỏ qua, giỏ hoa, giỏ đồ. Vậy, tiếng giỏ ở đây cô sẽ thay hình ngôi sao bằng chữ giờ hay chữ gì? À, cô sẽ thay hình ngôi sao bằng chữ gì? Cô có từ giỏ qua. Cô mời các em đọc lại. Tóc to con cô nào dò qua hình ảnh tiếp theo đây là hoa gì các em à đây chính là loài hoa hướng dương sở dĩ loài hoa này có tên như vậy vì khi nở hoa hướng về phía mặt trời tiếng dương ở đây có nghĩa là mặt trời về tiếng dương cô sẽ thay hình ngôi sao bằng chữ giờ hay chữ gì cùng kiểm tra với cô nào À, tiếng dương cô sẽ thay hình ngôi sao bằng chữ giờ. Cô có từ hoa hưởng dương. Cô mời các em đọc lại. Đọc to cùng cô nào. Hoa hưởng dương. Hình ảnh tiếp theo đó chính là hình ảnh pháo hoa đêm giao thừa. Giao thừa là thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Về tiếng giao ở đây, cô sẽ thay hình ngôi sao bằng chữ dơ hay chữ dí? À, cô sẽ thay hình ngôi sao bằng chữ dí. Cô mời các em đọc to nào. Đọc to cùng cô nào. Pháo hoa đêm giao thừa. Các em à, vào thời khắc giao thừa sẽ có các mang pháo hoa bắn lên bầu trời với màu sắc rực rỡ, âm thanh rồn ràng, tượng trưng cho một năm mới may mắn, sung túc, vàng sự như ý. Cô trò chúng ta cùng chuyển sang bài tập tiếp theo. Mời các em đọc yêu cầu của bài tập này nào. Bài tập này yêu cầu các em thay hình chiếc lá bằng dấu hỏi hoặc dấu ngã. Như các em đã biết, khi phát âm những tiếng có dấu ngã thì ta cần nhận dòng và kẹo dài hơi. Và để giúp các em phát âm đúng hay việc đúng những tiếng này thì các em cũng cần phải hiểu rõ nghĩa của chúng. Bây giờ cô trò chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của từng bức tranh này nhé. Hình ảnh đầu tiên. Đây là hình ảnh một mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả là một mâm trái cây gồm khoảng 5 loài trái cây khác nhau, thường được bày biện trong dịp lễ Tết Nguyên Đán. Tiếng ngũ ở đây có nghĩa là chỉ số lượng là 5. Về tiếng ngũ, cô sẽ thay hình chiếc lá bằng dấu hỏi hay dấu ngã? À, cô sẽ sử dụng dấu ngã. Cô có từ mâm, ngũ, quả. Cô mời các em đọc to nào. Một lần nữa nào. Mâm, ngũ, quả. Hình ảnh tiếp theo. Đây chính là bàn thơ tổ tiên. Tổ tiên là ông cha ta từ đời này qua đời khác. Và bàn thờ tổ tiên là nơi để con cháu thể hiện sự thanh kính, hiểu thảo của mình với tổ tiên. Vậy tiếng tổ ở đây, cô sẽ sử dụng dấu hỏi hay dấu ngã? Cùng kiểm tra với cô nào. À, cô sẽ sử dụng dấu hỏi. Cô mời các em đọc to nào. Đọc to cùng cô nào bàn thờ tổ tiên tiếp theo đây là nạn gì cả em à có rất nhiều món ăn được bày biện thành một mâm cỗ cỗ là một mâm đồ ăn dùng để cúng lễ hay thiệt tiệc vậy tiếng cỗ ở đây cô sẽ sử dụng dấu hỏi hay dấu ngã à cô sẽ sử dụng dấu ngã cô có từ mâm cỗ mời các em đọc lại nào đọc to công cố nào mâm cỗ các em à mỗi dịp tết đến không thể thiếu những mâm cỗ được bày biện đầy đủ món ăn với ý nghĩa cầu mong một năm mới ấm no hạnh phúc và bài tập này vừa khép lại nội dung của tiết học chúng ta ngày hôm nay về nhà các em nhớ luyện đọc bài chờ hoa ngày tết ở hà nội và trả lời các câu hỏi ở cuối bài các em hãy tìm thêm những tiếng từ có vần an và vần anh ở ngoài bài và nói những câu có những tiếng từ đó nhé các em hãy hoàn thành bài trong vở tập viết tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc cô chúc các em luôn luôn chăm ngoan học giỏi cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em chào quý vị phụ huynh cùng tất cả các em học sinh thân mến. Cô tên là Hoàng Thị Thu Cúc, giáo viên của trường tiểu học Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Cô rất vui khi lại được đồng hành cùng các em trong tiết toán ngày hôm nay. Để tiết học được hiệu quả, các em hãy kiểm tra xem mình đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập chưa nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Cô trò chúng ta cũng bắt đầu vào bài học ngày hôm nay các em thân mến, tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học bài 58, luyện tập. Và qua bài học ngày hôm nay, các em sẽ được ôn lại về phép tính cộng và phép tính trừ trong phạm vi 20. Nhân biết bài toán có lời văn, vận dụng các kiến thức kỹ năng đa học để giải quyết các tình huống gắn với thực tế, cũng như phát triển các năng lực toán học. Và đầu tiên, để giúp cho các em ôn lại về phép tính cộng và phép tính trừ trong phạm vi 20. Cô trò chúng ta cùng đến với bài 1. Bài 1. Tính Ở đây chúng ta có 8 phép tính cộng và trừ. Các em hãy quan sát cô hướng dẫn hai phép tính đầu tiên. 16 cộng 1 bằng bao nhiêu nào? À, để biết được kết quả của phép tính 16 cộng 1, Ta thực hiện đếm thêm 1, bắt đầu từ 16. 16, 17. Như vậy 16 cộng 1 bằng 17. Cùng đọc lại phép tính này với cô nào. 16 cộng 1 bằng 17. Tiếp theo, 19 trừ 1 bằng bao nhiêu? À, để biết được kết quả của phép tính 19 trừ 1, ta thực hiện đếm bớt 1 bắt đầu từ 19, 19, 18. Như vậy, 19 trừ 1 bằng 18. Cùng đọc lại phép tính này với cô nào. 19 trừ 1 bằng 18. Tương tự như vậy, các em hãy thực hiện các phép tính còn lại và kiểm tra kết quả bằng cách chơi trò chơi đổ bàn với người thân của mình nhé. Bố mẹ hay người thân sẽ đóng vai là bạn để chơi với các em. Chẳng hạn như cô có, có hai bàn nhỏ đang chơi trò đổ bàn với nhau như sau. nhiêu? Bây giờ các em hãy thực hiện các phép tính còn lại và kiểm tra kết quả bằng cách chơi trò chơi đổ bàn với người thân của mình đi nào. Các em đã hoàn thành xong chưa nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. 13 cộng 3 bằng bao nhiêu? À, 13 cộng 3 bằng 16. Tiếp theo, 18 trừ 5 bằng mấy nào? À, 18 trừ 5 bằng 13. Tiếp tục, 10 cộng 6 bằng bao nhiêu? Để biết được kết quả của phép tính 10 cộng 6 Ta thực hiện đếm thêm 6 bắt đầu từ 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Như vậy, 10 cộng 6 bằng 16. Tương tự như vậy, 10 cộng 5 bằng mấy nào? À, ta thực hiện đếm thêm 5 bắt đầu từ 10. 10, 11, 12, 13, 14. 15. Như vậy, 10 cộng 5 bằng 15. Tiếp theo, hãy cho cô biết 12 trừ 2 bằng mấy nào? À, để biết được kết quả của phép tính 12 trừ 2, ta thực hiện đếm bớt 2 bắt đầu từ 12. 12, 11, 10. Như vậy, 12 trừ 2 bằng 10. Và cuối cùng, hãy cho cô biết 17 trừ 7 bằng bao nhiêu nào? À, tương tự ta thực hiện đếm bớt 7, bắt đầu từ 17, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Như vậy, 17 trừ 7 bằng 10. Cùng đọc lại các phép tính trong bài tập 1 mà cô trò chúng ta vừa hoàn thành nào.

Như vậy, với bài tập 1, các em đã được ôn lại về phép tính cộng và phép tính trừ trong phạm vi 20. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng tiếp tục với bài tập 2 để làm quen với bài toán có lời văn. Bài 2, số Cô có một bức tranh, các em hãy quan sát và cho cô biết tranh vẽ gì? À, Quan sát tranh, chúng ta thấy hình ảnh của một bể cá. Vậy, hãy cho cô biết, trong bể cá có bao nhiêu con cá nào? À, trong bể cá có 1 2 3 4 5, có 5 con cá. Hãy xem có bao nhiêu con cá được thả thêm vào bể nhé. Như vậy có thêm 1 2 hai, hai con cá được thả vào bể. Vậy trong bể sẽ có tất cả bao nhiêu con cá nào? Tương ứng với tình huống cô có bài toán sau. Bài toán: Trong bể có ô trống con cá thả thêm ô trống con cá. Hỏi trong bể có tất cả bao nhiêu con cá? Bây giờ các em hãy suy nghĩ, kết hợp với bức tranh minh họa để điền các số thích hợp vào trong hai ô trống có dấu chấm hỏi trong bài tập này nhé. Thời gian dành cho các em. Các em đã hoàn thành xong chưa nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Trong bể có bao nhiêu con cá nào? À, trong bể có 5 con cá. Như vậy, chúng ta sẽ điền vào ô trống đầu tiên số 5. Vậy, thả thêm bao nhiêu con cá nữa nào? À, thả thêm 2 con cá. Như vậy, chúng ta sẽ điền vào ô trống thứ hai số 2. Cùng đọc lại bài toán hoàn thiện với cô nào. Trong bể có 5 con cá. Thả thêm 2 con cá hỏi trong bể có tất cả bao nhiêu con cá? Một lần nữa nào. Trong bể có 5 con cá. Thả thêm hai con cá. Hỏi trong bể có tất cả bao nhiêu con cá? Đây là một bài toán có lời văn. Vậy các em hãy đọc kỹ bài toán này một lần nữa và cho cô biết bài toán cho ta biết điều gì? À, bài toán cho chúng ta biết, trong bể có 5 con cá, thả thêm hai con cá nữa. Vậy bài toán hỏi ta điều gì nào? À, bài toán hỏi trong bể có tất cả bao nhiêu con cá. Như vậy, một bài toán có lời văn gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần thông tin đã biết, chính là các số hay còn gọi là điều đã biết. Và phần thứ hai là phần thông tin cần tìm chính là câu hỏi hay còn gọi là điều cần tìm chúng ta cùng nhắc lại nhé một bài toán có lời văn gồm có hai phần phần thứ nhất là phần thông tin đã biết chính là các số hay còn gọi là điều đã biết và phần thứ hai là phần thông tin cần tìm chính là câu hỏi hay còn gọi là điều cần tìm vậy để có thể trả lời các câu hỏi cho phần điều cần tìm Chúng ta cần làm như thế nào? Cô trò chúng ta cùng tiếp tục với bài tập 3 nhé. Cô có một bức tranh, các em hãy quan sát và cho cô biết trong tổ có bao nhiêu bạn đang ngồi học bài nào. À, quan sát chúng ta thấy có 1 2 3 4 5 6 có 6 bạn đang ngồi học bài. Hãy xem có thêm bao nhiêu bạn đi tới nữa nhé. À, chúng ta thấy có thêm 1, 2, 3, có thêm 3 bạn đi tới. Vậy có tất cả bao nhiêu bạn nào? Tương ứng với tình huống, cô có bài toán sau. Các em hãy đọc bài toán này với cô nào. Tổ em có 6 bàn Sau đó có thêm 3 bàn nữa Hỏi tổ em có tất cả mấy bàn Một lần nữa nào Tổ em có 6 bàn Sau đó có thêm 3 bàn nữa Hỏi tổ em có tất cả mấy bàn Vậy các em hãy đọc kỹ bài toán và cho cô biết bài toán cho ta biết điều gì? À, bài toán cho chúng ta biết tổ em có 6 bàn, sau đó có thêm 3 bàn nữa. Vậy bài toán hỏi ta điều gì nào? À, bài toán hỏi tổ em có tất cả mấy bàn. Đây là một bài toán có lời văn với hai phần. Phần thứ nhất là phần thông tin đã biết, đó chính là tổ em có 6 bàn, sau đó có thêm 3 bàn nữa. Và phần thứ hai là phần thông tin cần tìm, đó chính là tổ em có tất cả máy bàn. Vậy, để biết được tổ em có tất cả máy bàn, chúng ta sẽ làm phép tính gì? Các em hãy suy nghĩ nêu phép tính thích hợp cho bài toán này và viết vào bạn con của mình nhé. Thời gian dành cho các em. Các em đã hoàn thành xong chưa nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Để biết được tổ em có tất cả mấy bạn, chúng ta sẽ làm phép tính cộng. Đó là lấy 6 cộng 3. Về 6 cộng 3 bằng mấy nào? À, 6 cộng 3 bằng 9. Như vậy ta trả lời tổ em có tất cả 9 bạn. Cùng đọc lại phép tính và câu trả lời trong bài tập 3A với cô nào? Phép tính 6 cộng 3 bằng 9 Trả lời Tổ em có tất cả 9 bàn Cô trò chúng ta cùng tiếp tục với bài tập 3B nào Các em hãy quan sát và cho cô biết Trên sân có bao nhiêu bàn đang chơi À, quan sát chúng ta thấy có 1 2 3 4 5 có 5 bàn đang chơi. Hãy xem có bao nhiêu bàn đi về nhé. Như vậy có 1 bàn đi về. Vậy trên sân còn lại bao nhiêu bàn nào? Tương ứng với tình huống, cô có bài toán sau. Các em hãy cùng đọc bài toán 3B với cô nào. Lúc đầu trên sân có năm bạn đang chơi. Sau đó một bạn đi về, hỏi trên sân còn lại mấy bạn. Một lần nữa nào. Lúc đầu trên sân có năm bạn đang chơi. Sau đó một bạn đi về, hỏi trên sân còn lại mấy bạn. Đây cũng là một bài toán có lời văn vậy bài toán cho ta biết điều gì à bài toán cho chúng ta biết lúc đầu trên sân có 5 bàn đang chơi sau đó một bàn đi về vậy bài toán hỏi ta điều gì nào à bài toán hỏi trên sân còn lại mấy bàn vậy để biết được trên sân còn lại mấy bàn Chúng ta sẽ viết phép tính gì? Các em hãy suy nghĩ và viết phép tính thích hợp cho bài toán này vào trong bảng con và đừng quên nhờ người thân kiểm tra xem mình đã viết đúng hay chưa nhé. Thời gian dành cho các em. Các em đã hoàn thành xong chưa nào? Cùng kiểm tra phép tính thích hợp với cô nhé. Lúc đầu trên sân có 5 bàn đang chơi, sau đó có 1 bàn đi về, để biết được trên sân còn lại mấy bàn, chúng ta thực hiện phép tính trừ, lấy 5 trừ 1. Vậy 5 trừ 1 bằng bao nhiêu? À, 5 trừ 1 bằng 4. Ta trả lời, trên sân còn lại 4 bàn. Cùng đọc lại phép tính và câu trả lời của bài tập 3B với cô nào. Phép tính 5 trừ 1 bằng 4. Trả lời, trên sân còn lại 4 bàn. Như vậy, với bài tập 3, các em đã được làm quen với cách viết phép tính và câu trả lời cho một bài toán có lời văn. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng tiếp tục với bài tập 4. Cùng đọc thật to bài tập 4 với cô nào một xe ô tô buýt có 18 người trên xe. Khi đến điểm dừng, bốn người xuống xe. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu người? Một lần nữa nào. Một xe ô tô buýt có 18 người trên xe. Khi đến điểm dừng, bốn người xuống xe. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu người? Đây là một bài toán có lời văn. Các em hãy cho cô biết bài toán cho ta biết điều gì? À, bài toán cho ta biết một xe ô tô buýt có 18 người trên xe. Khi đến điểm dừng có 4 người xuống xe. Vậy bài toán hỏi ta điều gì nào? À, Bài toán hỏi trên xe còn lại bao nhiêu người. Vậy để biết được trên xe còn lại bao nhiêu người, chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì? Các em hãy suy nghĩ và viết phép tính thích hợp vào trong bảng con của mình nhé. Nào, cùng kiểm tra kết quả với cô một xe ô tô buýt có 18 người trên xe, sau đó có 4 người xuống xe. Vậy để biết được trên xe còn lại bao nhiêu người, chúng ta thực hiện phép tính trừ, lấy 18 trừ 4. Vậy 18 trừ 4 bằng bao nhiêu? Để biết được kết quả của phép tính 18 trừ 4, ta thực hiện để bớt 4 bắt đầu từ 18, 18, 17, 16, 15, 14. Như vậy, 18 trừ 4 bằng 14. Ta trả lời, trên xe còn lại 14 người. Cùng đọc lại câu trả lời và phép tính ở bài tập 4 với cố não. Phép tính 18 trừ 4 bằng 14. Trả lời, trên xe còn lại 14 người. Vừa rồi, Cô trò chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong 4 bài tập của bài học ngày hôm nay và để thưởng cho các em, cô sẽ tổ chức cho chúng ta tham gia một trò chơi rất thú vị. Các em có muốn tham gia không nào? Trò chơi của chúng ta có tên là Cùng chăm sóc cây. Trong khu vườn của chúng ta có một cây xanh vẫn chưa được chăm sóc. Nhiệm vụ của các em là hãy trả lời các câu hỏi Mỗi câu trả lời đúng, các em sẽ thực hiện được một nhiệm vụ chăm sóc cây, đó chính là tưới nước, bón phân và bắt sâu cho cây, giúp cây phát triển và tươi tốt hơn. Các em đã hiểu rõ luật chơi của chúng ta chưa nào? Bây giờ, cô trò chúng ta cùng bắt đầu vào trò chơi với nhiệm vụ thứ nhất, tưới nước cho cây nhé. Câu 1, phép tính nào có kết quả là 10? A. À, 14 3 B 4 cộng 5 và C 18 trừ 8. Các em hãy suy nghĩ và chọn phép tính có kết quả là 10, chia sẻ kết quả này cho người thân của mình nghe nhé. Thời gian dành cho các em. Các em đã có câu trả lời chưa nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Ở đây chúng ta thấy phép tính đầu tiên A 14 trừ 3 có kết quả là 11. B 4 cộng 5 bằng 9. Và C 18 trừ 8 bằng 10. Như vậy, phép tính có kết quả là 10 là phép tính C 18 trừ 8. Cô chúc mừng tất cả các em đã có câu trả lời đúng. Như vậy, cô trò chúng ta đã có thể tưới nước cho cây rồi đấy. Bây giờ cùng tiếp tục với nhiệm vụ thứ hai, bón phân cho cây nào. Câu 2, nêu phép tính thích hợp cho bài toán sau. Trên cây có 6 con chim, sau đó có thêm 3 con chim bay đến. Hỏi trên cây có tất cả bao nhiêu con chim? Đây là một bài toán có lời văn. Các em hãy suy nghĩ và nêu phép tính thích hợp cho bài toán này nhé. Thời gian dành cho các em. Chắc hẳn các em cũng đã có câu trả lời rồi phải không nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé! Trên cây có 6 con chim, sau đó có thêm 3 con chim bay đến nữa. Vậy để biết được trên cây có tất cả bao nhiêu con chim, chúng ta thực hiện phép tính cộng Lấy 6 cộng 3, 6 cộng 3 bằng 9. Cô chúc mừng tất cả các em đã có câu trả lời đúng. Như vậy, cô trò chúng ta đã có thể bón phân cho cây rồi đấy. và các em thấy ở trên cây đã bắt đầu xuất hiện những chú sâu. Vậy chúng ta hãy cùng nhanh chân đến với nhiệm vụ thứ ba bắt sâu cho cây nhé. Câu 3. Nêu phép tính thích hợp cho bài toán sau. Em có 17 tờ giấy màu, em đã dùng hết 5 tờ. Hỏi em còn lại bao nhiêu tờ giấy màu? Đây là một bài toán có lời văn. Vậy để biết được em còn lại bao nhiêu tờ giấy màu, chúng ta cần thực hiện phép tính gì? Các em hãy suy nghĩ và nêu phép tính thích hợp cho bài toán này nhé. Các em đã có câu trả lời chưa nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô. Để biết được em còn lại bao nhiêu tờ giấy màu, ta thực hiện phép tính trừ, lấy 17 trừ 5. Vậy 17 trừ 5 bằng bao nhiêu? À, để biết được kết quả của phép tính 17 trừ 5, ta thực hiện đến bớt 5, bắt đầu từ 17, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Như vậy, 17 trừ 5 bằng 12. Cô tính chắc rằng tất cả các em đều có đáp án dụng với cô phải không nào? Như vậy, cô trò chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng bắt sâu cho cây rồi đấy. Cô chúc mừng tất cả các em một lần nữa vì đã giành chiến thắng trong trò chơi ngày hôm nay, giúp cho cây phát triển và tươi tốt hơn. Các em thân mến, hôm nay cô trò chúng ta đã cùng nhau học bài 58, luyện tập. Và qua bài học ngày hôm nay, các em đã được ôn lại về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 20, cũng như làm quen với bài toán có lời văn. Sau bài học ngày hôm nay, các em hãy tiếp tục tìm hiểu các tình huống thực tế có liên quan đến phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 và chia sẻ cho người thân của mình nghe nhé. Tiết học của cô trò chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào các tiết học tiếp theo. Cô chào tạm biệt tất cả các em.